Theo thông tấn xã Việt Nam, hãng thông tấn Nga RIA ngày 2 tháng 9 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của Nga đã kiểm soát được làng Skatny ở miền đông Ukraine, thuộc khu vực Donetsk. Làng Skatny nằm trong huyện Bogrodz của khu vực này, nơi lực lượng Nga đã tăng tốc tiến công trong những tuần gần đây. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã kiểm soát được hai khu định cư Paichi và Vaimka ở Donetsk và đang tiến sâu hơn vào các tuyến phòng thủ của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine nói rằng gần 100 trận giao tranh đã diễn ra ở các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua và tình hình vẫn ảm đạm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc phản công theo hướng Kharkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporizhia và Kherson, bắn hạ tổng cộng 171 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong cùng ngày. Trong khi đó, Không quân Ukraine ngày 2 tháng 9 cho biết, các lực lượng Ukraine đã bắn hạ 22 trong tổng số 35 tên lửa và 20 trong số 23 thiết bị bay không người lái tấn công do Nga phóng tới vào sáng cùng ngày. Trên ứng dụng Telegram, Không quân Ukraine nhấn mạnh họ đã phá hủy 9 tên lửa đạn đạo và 13 tên lửa hành trình tại các khu vực Kiev, Kharkov, Dnipro, Poltava, Mykolaiv và Zaporizhia. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang có những diễn biến mới trên thực địa khi hai bên gia tăng hoạt động quân sự.